Kính chào quý vị. Dù đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng áp thấp nhiệt đới khiến nhiều nơi trên cả nước hôm nay mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần chú ý lũ sạt lở nguy hiểm. Tại Trung Bộ, mưa lớn sẽ còn kéo dài đến ngày mai. Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12 bước đầu làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An. Danh tính hai người tử vong là một phụ nữ 39 tuổi, quê Bà Rịa, Vũng Tàu và một người đàn ông 42 tuổi, ngụ quận 12. Công an xác định vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đã dùng dao tấn công, đâm chết người phụ nữ rồi tự sát ngay tại hiện trường. Công an đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng là nhân viên và khách đến quán, đồng thời trích xuất camera an ninh ở nhiều vị trí để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, chiều ngày 15 tháng 7, hai người này cùng một phụ nữ khác đến quán cà phê trên. Cả ba người gọi nước rồi lên lầu 1. Một lúc sau, người đàn ông rời khỏi quán. Hơn một giờ sau, ông quay lại và tiếp tục ngồi nói chuyện với hai người phụ nữ. Đến khi người ngồi cùng vừa rời đi, người này bất ngờ rút dao ra tấn công, đâm liên tiếp vào vùng ngực và vùng bụng, khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi dùng dao tự gây thương tích ngay trong quán. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong hai ngày qua, tại vùng biển Mũi Gành, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, xuất hiện một con cá voi. Đây là lần đầu tiên cá voi xuất hiện ở vùng biển này. Chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp để bảo vệ cá voi trước sự hiếu kỳ của người dân và du khách. Theo nhiều ngư dân địa phương, cá voi này xuất hiện ở vùng biển vào chiều ngày 14 tháng 7. Đến tối ngày 15 tháng 7, cá voi tiếp tục xuất hiện cách bờ khoảng 1,5 km và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Cá voi dài khoảng 8m đến 10m. Xã Hoài Hải cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 100 km về hướng Bắc. Vùng biển này hiện vẫn còn giữ được nét hoang sơ và theo nhiều ngư dân thì đây có lẽ là lý do chính để cá voi lựa chọn dừng chân trong hành trình dạo quanh đại dương của mình. Theo chính quyền địa phương, đây là hiện tượng khá lý thú, gây sự tò mò cho người dân và du khách. Để tránh những ảnh hưởng đến cá voi trong quá trình lưu lại vùng biển này, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ. Sau khi mà nhận được cái thông tin là cá voi xuất hiện tại cái vùng biển của Mũi Gành, Du Quan, Hoài Hải, thì Ủy ban nhân xã Hoài Hải đã kịp thời chỉ đạo cho lực lượng đến đó mà thường xuyên là trực tiếp để mà bảo đảm cái việc an toàn cho cá voi, đồng thời là báo cáo cho cấp trên có liên quan để mà có cái chỉ đạo. Thứ hai nữa là ra cái thông báo để cho người dân biết cái việc này là để phối hợp với lực lượng mà bảo vệ cho cá voi được an toàn đảm bảo. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới thấy cá voi xuất hiện tại địa phương, cũng hy vọng năm nay cá voi xuất hiện hiện tượng đây được bà con được một năm đánh bét được trúng mánh no ấm, trời im biển lặng. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đối với ngư dân mà theo nhiều nhà nghiên cứu, khi cá voi xuất hiện ở vùng biển nào thì chứng tỏ ở đó môi trường rất tốt, nguồn lợi thức ăn dồi dào. Liên tục 2 năm gần đây, cá voi xuất hiện ở vùng biển Bình Định. Trước đó vào năm 2023, đàn cá voi cũng xuất hiện tại Đề Ghi, huyện Phù Cát. Dù đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết nhiều nơi trên cả nước hôm nay mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần chú ý lũ, sạt lở nguy hiểm. Tại Trung Bộ, mưa lớn sẽ còn kéo dài đến ngày mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày tới, thời tiết cả nước chủ đạo là mưa. Vùng mưa to tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ đến Tây Nguyên. Riêng Nam Bộ, mưa sẽ giảm dần trong 1 đến 2 ngày tới trước khi bắt đầu đợt mưa mới. Cụ thể từ chiều qua, hôm nay đến chiều mai, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cục bộ có nơi cũng mưa trên 80mm. Đối với Tây Nguyên thì lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm, Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào tới mưa to. Khoảng 12 giờ trưa nay, tại cầu vượt bờ mương vào cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Tại hiện trường ghi nhận, xe tải loại 1,5 tấn đã lấn làn ép sát một chiếc xe máy quay màu xanh chưa rõ biển số. Khi đưa xe máy ra khỏi hiện trường, toàn bộ 4 người gồm một phụ nữ và 3 trẻ em đã tử vong. Công an huyện Hoài Đức, phòng cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng tới hiện trường bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra va chạm, xe ô tô tải đã chèn lên xe máy, các nạn nhân tử vong do bị ép sát vào thành cầu. Sáng nay, một nhóm thợ đang sửa chữa shop house làm quán lẩu nướng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bất ngờ khí ga rò rỉ phát nổ, làm 8 người bị thương. Theo một số nhân chứng đang buôn bán kinh doanh gần nơi xảy ra vụ nổ, cửa hàng tầng 1 thuộc tòa nhà City Light đang trong quá trình thi công và hoàn thiện để kinh doanh hàng ăn. Các thợ ở gần vị trí phát ra tiếng nổ bị cháy hết quần áo, da bong tróc. Có người bị mảnh vỡ găm vào, chảy máu khắp lưng. Một người đang ngồi trong ô tô tải trước cửa nhà cũng bị mảnh vỡ văng vào gây thương tích. 8 nạn nhân gồm 6 người Việt, 2 người Hàn Quốc được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó 2 người được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội điều trị. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong cửa hàng có một số bình ga. Các vật liệu kim loại, gỗ, nhựa bị gãy và biến dạng vương vãi ra vùng lân cận rộng hàng trăm mét vuông. Một số cửa hàng lân cận cùng tầng 1 thuộc tòa nhà bị vỡ kính, nứt cửa kính. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời làm rõ nguyên nhân. Rạng sáng nay, một đám cháy đã xảy ra tại dãy kiosk khu vực quảng trường thành phố Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Rất may không có thiệt hại về người. Công an tỉnh nhận được tin báo cháy kiosk tại khu vực quảng trường đã nhanh chóng đến hiện trường khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng đã dập tắt được đám cháy. Được biết, khi xảy ra vụ cháy, các kiosk trong tình trạng khóa ngoài, không có người trông coi, cháy từ trong ra ngoài. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 7 kiosk bán hàng giải khát và đồ chơi trẻ em bị cháy. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện. Lại xảy ra cháy tại Hà Nội. Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại chung cư Lạc Hồng, khu đô thị Nam Thăng Long. Theo thông tin ban đầu, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ người dân xảy ra cháy tại tầng 29, chung cư Lạc Hồng, khu đô thị Nam Thăng Long. Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Chữa cháy đã thành lập tổ trinh sát các trang thiết bị đi thang bộ lên tầng 29 để khống chế đám cháy. Các chiến sĩ còn lại mang theo bình thở, thiết bị phá dỡ để tiếp cận hiện trường, tiến hành chữa cháy. Bước đầu xác định nguyên nhân do người dân sơ suất bất cẩn đun nước trên bộ bàn ghế sofa, sau đó để quên đi ra ngoài không tắt. Liên quan vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Nghiệp chuyên sản xuất gỗ nội thất tại khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sáng nay, hàng trăm công nhân, người lao động bị ảnh hưởng được sắp xếp bố trí việc làm, trong đó có 250 người chuyển sang khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục làm việc. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên, sau vụ cháy, đơn vị nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường nắm bắt thông tin và hỗ trợ công ty cũng như người lao động. Đến sáng nay, ghi nhận tại hiện trường gồm hai nhà xưởng rộng khoảng 3.000 m2 bị cháy hôm qua, cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn túc trực để phòng sự cố phát sinh. Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến việc làm của 250 trong tổng số 500 lao động của công ty. Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên đang tiếp tục theo dõi tình hình tại công ty, quan tâm và hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do sự cố cháy. Đêm qua đến rạng sáng ngày 16 tháng 7 ở Hòa Bình, có mưa to đến rất to, đã gây ngập úng sạt lở nhà dân và nhiều diện tích lúa hoa màu. Mưa lớn đã gây ngập úng gần 20 hecta lúa và hoa màu. Một số tuyến đường liên thôn liên xóm bị ngập và sạt lở cục bộ. Giao thông vẫn qua lại được, nhưng một số điểm vẫn đang tiếp tục có hiện tượng sạt trượt, nguy cơ mất an toàn và gây ách tắc giao thông. Có 5 nhà dân bị đất đá sạt lở vào nhà, vùi lấp xe máy và hư hỏng nhiều tài sản khác. Rất may không có thiệt hại về người. Một số tuyến đường liên thôn liên xóm bị ngập và sạt lở cục bộ. Giao thông vẫn qua lại được, nhưng một số điểm vẫn đang tiếp tục có hiện tượng sạt trượt, nguy cơ mất an toàn và gây ách tắc giao thông. Từ cuối năm 2023 tới nay, tại xã Chiền Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, liên tiếp xuất hiện các hố sụt lún đất chưa rõ nguyên nhân, gây nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng về tài sản của nhân dân. Vụ sụt lún đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào tháng 10 năm 2022, tại ao cá của gia đình ông Cà Văn Liên ở bản Nông Sơn, xã Chiền Sung. Hố sụt lún này có đường kính khoảng 20m, sâu khoảng 3m. Kể từ đó, trong xã liên tiếp xảy ra thêm 9 hố sụt lún tại các hộ dân ở các bản Nông Sơn và Cao Sơn. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 7, tại gầm sàn của gia đình ông Quang Văn Trinh ở bản Nông Sơn xuất hiện hố sụt lún kích thước rộng khoảng 7m, sâu khoảng 10m. Ngay sau khi xảy ra tình trạng sụt lún, xã Chiền Sung, huyện Mai Sơn đã di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, cắm biển và căng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời thông báo bằng văn bản và trên loa phát thanh của bản
để nhân dân biết không đi lại qua khu vực sụt lún. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, bãi tắm biển An Bàng, phường Cẩm An đã xuất hiện khu vực sạt lở mới với chiều dài khoảng 50m, chiều sâu trung bình từ 7 đến 10m, kéo dài về phía bắc của mỏ hàng tại khu vực biển An Bàng. Nguyên nhân của việc sạt lở khu vực bờ biển phường Cẩm An nằm ngoài khả năng của địa phương và chỉ có các nhà khoa học mới đánh giá được. Tuy nhiên, theo đánh giá trực quan của người dân và chính quyền địa phương, nguyên nhân sạt lở về phía bắc của mỏ hàng là do dòng nước chuyển hướng, xoáy vào bờ, gây sạt lở. Mùa mưa bão sắp tới sẽ khiến tình trạng sạt lở bờ biển An Bàng nghiêm trọng hơn. Quá trình thực hiện san lấp tôn tạo bãi biển, đoạn từ Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An đến khu vực biển An Bàng, đơn vị thi công đã lắp đặt bao tải kỹ thuật làm ranh giới khu vực thi công mỏ hàng để thi công công trình bờ kè biển thuộc dự án chống sói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc lắp đặt bao tải làm mỏ hàng này đã cản sóng, tạo dòng chảy xoáy vào bờ, gây sạt lở về phía bắc khu vực bãi tắm An Bàng. Chính quyền địa phương đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh có hướng xử lý, giải pháp thi công phù hợp để vừa bảo vệ bờ biển trong phạm vi thực hiện thi công kè, nhưng không làm sạt lở các khu vực khác của bờ biển chưa được kè bảo vệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng tại khoảnh 5 tiểu khu 329, xã Cà Di, huyện Nam Giang. Qua kiểm tra bước đầu của Chi cục Kiểm lâm, phát hiện tại khoảnh 5 tiểu khu 329 có 14 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật. Trong vụ phá rừng này, khối lượng gỗ bị chặt hạ lên tới hơn 95 m3, cho thấy mức độ rừng bị phá hết sức nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an huyện Nam Giang khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vi phạm và điều tra xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm đối với vụ phá rừng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra làm rõ và xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. Nhà máy nước ở Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị ngừng cấp điện do nợ tiền điện kéo dài. Điện lực Chư Prôm thuộc Công ty Điện lực Gia Lai xác nhận đơn vị này đã ngừng cấp điện đối với nhà máy nước Chư Sê của Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê từ 9 giờ ngày 16 tháng 7. Lý do ngừng cấp điện là Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê nợ tiền điện kéo dài, không thanh toán theo hợp đồng. Điện lực Chư Prôm đã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê thanh toán dần nợ cũ đến cuối năm 2024 và thanh toán tiền điện theo từng tháng, nhưng công ty này liên tục vi phạm cam kết. Việc nhà máy nước Chư Sê bị ngừng cấp điện khiến hơn 1.400 khách hàng trên địa bàn huyện Chư Sê bị ngừng cấp nước sinh hoạt. Hội An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm được công nhận di sản văn hóa thế giới. Các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Đô thị cổ Hội An với chủ đề 25 năm bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An. Trưng bày ảnh di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, 25 năm bảo tồn và phát huy. Hội thi Chúng em với di sản, giải Việt giả vì di sản văn hóa thế giới Hội An năm 2024. Cột mốc 25 năm ngày Đô thị cổ Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Đồng thời các hoạt động sẽ tôn vinh và tiếp tục động viên các tổ chức cá nhân, các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay gìn giữ di sản văn hóa cho thế hệ mai sau. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đã phối hợp với lực lượng hải quan và công an địa phương bắt giữ một người về hành vi tàng trữ ma túy. Khoảng 19 giờ chiều qua, tại khu vực khu dân cư thôn Vĩnh Trà thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một nam thanh niên 21 tuổi trú ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đang tàng trữ 8 viên nén màu vàng và 2 túi ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Người này thừa nhận các tang vật đang cất giấu là ma túy kẹo và ma túy khay mua của một người không rõ lai lịch ở thành phố Quảng Ngãi. Trong quá trình tìm bạn nghiện sử dụng thì bị bắt. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Lý Văn Hùng, trú tại huyện Văn Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, Hùng dùng nhiều thủ đoạn đưa thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản như cung cấp thông tin về việc đã mua được căn hộ hoặc chủ căn hộ đang rao bán, cần tìm người cùng góp tiền để đầu tư, hứa hẹn sẽ chia lãi ngay sau khi bán được bất động sản tại khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hùng đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư nhưng không đầu tư vào bất động sản như đã hứa hẹn, không trả lại tiền mà sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đoàn Ngọc Hùng, ngụ phường 2 thành phố Bảo Lộc, giám đốc công ty cổ phần Tầm Sắn Bảo Lộc để điều tra làm rõ vụ án liên quan đến hóa giá vườn cây trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đoàn Ngọc Hùng để thu thập tài liệu liên quan. Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Chi, trưởng phòng kỹ thuật của công ty cổ phần Tầm Sắn Bảo Lộc. Bị can Chi được xem là người giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Đoàn Ngọc Hùng trong các sai phạm liên quan. Công ty cổ phần Tầm Sắn Bảo Lộc tiền thân là xí nghiệp dâu tầm tơ Lộc Đức thuộc Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam. Đến năm 2006, đơn vị này được cổ phần hóa và đổi tên thành công ty cổ phần Tầm Sắn Bảo Lộc. Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhiều lần lập hồ sơ thanh lý, hóa giá vườn cây, trả lại đất cho địa phương để cấp đất cho các hộ nhận khoán. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Viết Lương trú tại Nghệ An, huyện ở Mê Linh, Hà Nội, Lê Thị Hằng Nga trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, Hà Thúy Di trú tại Tuyên Quang và Hồ Thị Quỳnh Liên trú tại Nghệ An. Lương là người trực tiếp làm các loại giấy tờ giả như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, học bạ, bản điểm, giấy công chứng. Trong đường dây này, Nga có nhiệm vụ tìm khách có nhu cầu, gửi thông tin cá nhân cho Lương làm giả. Lương thu của Nga từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng một bộ hồ sơ và 300.000 đồng mỗi loại giấy xác nhận. Nga sẽ đem bán các loại hồ sơ bằng cấp đại học, cao đẳng, học bạ với giá từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng tùy loại. Nga còn thuê Duy đến nhận giấy tờ giả của Lương rồi đem giao cho khách. Huy nhận được từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một lần tùy từng địa điểm giao hàng. Còn Liên là nhân viên một công ty tư vấn du học tại Nghệ An đã thuê Nga, Lương làm bằng tốt nghiệp và học bạ giả cho nhiều học sinh điểm thấp không đủ điều kiện đi du học. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh. Từ tháng 9 năm 2022 đến ngày tháng 6 năm 2023, các bị can trên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật, chấp thuận cho Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International. Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, cơ quan an ninh điều tra thông báo ai là bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International. Cần liên hệ với Công an thành phố Hà Nội tại số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để giải quyết. Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng, 32 tuổi, trú tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 6 năm 2024, vì muốn có tiền tiêu xài nên Dũng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook. Dũng lập và sử dụng một tài khoản Facebook mang tên Na Dung, kèm theo các thông tin cá nhân giả mạo để tham gia vào các hội nhóm mua bán đồ điện tử và đăng bán các mặt hàng có liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, Dũng không có hàng hóa để thực hiện việc mua bán. Khi có người nhắn tin trao đổi việc mua hàng, Dũng thông báo các ưu đãi như giá sản phẩm rẻ hơn thị trường, giảm giá tiền của sản phẩm, miễn phí tiền vận chuyển. Bằng thủ đoạn này, Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 130 triệu đồng. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Toàn trú tại Tuyên Quang vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trong 2 năm 2022-2023, Toàn tổ chức cho 5 người ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đi Tiểu Vương quốc Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mặc dù sang Dubai bằng thị thực du lịch, nhưng sau đó, 5 người trên được Toàn đưa đến nơi làm các công việc bất hợp pháp như tìm kiếm kết bạn với những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam để mời chơi tiền ảo hoặc các trò chơi, sau đó yêu cầu nạp tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn đã thu lợi bất chính của các bị hại số tiền trên 100 triệu đồng. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân khi ra nước ngoài lao động phải tuân thủ quy định của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc đi xuất khẩu lao động phải thông qua các cơ quan tổ chức cá nhân hợp pháp.
việc ra nước ngoài bằng thị thực du lịch, thăm thân nhưng thực tế là đi lao động đều vi phạm pháp luật, không được đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp khi xảy ra rủi ro, tai nạn lao động ở nước ngoài. Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bến Tre xác nhận, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã quá tải, số lượng học viên vượt quá khả năng tiếp nhận, gây khó khăn cho công tác quản lý và điều trị cho học viên. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre được xây dựng vào năm 2010 tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, rộng hơn 9,6 ha, với khả năng tiếp nhận tối đa 350 học viên. Đây là cơ sở duy nhất của tỉnh tiếp nhận những người cai nghiện bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn. Những năm gần đây, do số lượng người cai nghiện tăng cao, khiến cơ sở này thường xuyên bị quá tải so với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư tại cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở đang quản lý 470 học viên cai nghiện ma túy, vượt khả năng tiếp nhận 120 học viên. Trong tổng số học viên quản lý tại cơ sở, có 427 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 43 trường hợp cai nghiện tự nguyện. Dù đã được tỉnh hỗ trợ nâng cấp sửa chữa vào năm 2017, nhưng qua nhiều năm sử dụng, đến nay cơ sở đã xuống cấp, không đảm bảo cho công tác quản lý, điều trị cho học viên. Tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với hai thuyền trưởng và hai chủ tàu cá Kiên Giang gần 200 triệu đồng. Xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Bình, thuyền trưởng trú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Việt, thuyền trưởng trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang với số tiền 94 triệu đồng một người và tịch thu toàn bộ ngư cụ khai thác thủy sản. Cả hai trường hợp này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản. Thuyền trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ bị can có lệnh truy nã Hồ Đăng Hải ở phường Kim Long, thành phố Huế khi đang lẩn trốn tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 8 năm 2022, Hải mua một ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz và nhờ anh Phạm Long Quang ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế đứng tên chủ đăng ký xe khi chuyển vùng đến đăng ký tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hải còn nhờ anh Quang đứng tên hợp đồng thế chấp ô tô trên tại ngân hàng. Tuy nhiên, do anh Quang không đủ điều kiện để vay nên đã nhờ Lê Tấn Tân trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế thực hiện các thủ tục nói trên thay mình để vay 964 triệu đồng. Đầu tháng 9 năm 2022, sau khi bên bán xe thực hiện thủ tục bàn giao xe cho Tân, Tân đã đưa xe lại cho Quang và Hải, đồng thời yêu cầu Quang viết giấy mượn ô tô và Hải viết giấy cam kết trả nợ ngân hàng. Sau khi nhận được xe, Hồ Đăng Hải đã làm giấy tờ xe mang tên mình rồi đem chiếc xe đi cầm cố với số tiền 950 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về sông Bến Hải khiến hơn 2,5 tấn cá của một hộ dân ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị chết trắng. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày 15 tháng 7 gây ra mưa to kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về sông Bến Hải khiến 12 lồng cá của gia đình ông Phan Văn Sĩ ở thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị có trọng lượng hơn 2,5 tấn cá đang thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch như cá mú, cá vượt, cá bớp, cá nâu bị chết. Theo tính toán, gia đình bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân chung tay tiêu thụ cá, giảm thiệt hại cho gia đình. Thành phố Huế là địa phương đầu tiên tại Việt Nam dành một phần vỉa hè cho xe đạp. Đây là giải pháp đã được nhiều thành phố lớn trên thế giới thực hiện thành công, văn minh, vừa khuyến khích người dân đi xe đạp, vừa tạo nên một thành phố xanh và thân thiện với môi trường. Thành phố Huế đang triển khai mô hình này tại 4 tuyến đường, nơi có nhiều người dân đạp xe và đi bộ trên vỉa hè vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, gồm đường Tố Hữu, đường Võ Nguyên Giáp, đường Bùi Thị Xuân và khu hành chính tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với vỉa hè rộng 6m sẽ được bố trí một làn xe đạp rộng 1,45 m. Còn đối với vỉa hè rộng 11m sẽ được bố trí hai làn xe đạp rộng 2,9 m. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại 2 Thừa Thiên Huế cho biết, dự án mong muốn người dân có làn xe đạp để an toàn hơn khi lưu thông và hy vọng đem lại thuận tiện cho người dân cũng như không gian xanh. Hiện các đơn vị thi công đang hoàn thiện việc sơn, kẻ vạch đánh dấu làn đường dành cho người đi xe đạp trên vỉa hè ở khu vực đô thị mới của thành phố Huế. Người dân rất mong muốn vỉa hè dành cho xe đạp sẽ phát huy được hiệu quả, sớm xử lý những bất cập về cơ sở hạ tầng, hạn chế tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em, gặp nhiều khó khăn khi đi xe đạp trên làn đường dành cho mình.